Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5, tuần 13, trang 90-92, tập làm văn, luyện tập tả người, tả ngoại hình. Câu số 1, chọn làm một trong hai bài tập A hoặc B. A. Đọc lại bài Bà Tôi của Maxim Gorky, tiếng Việt 5, tập 1, trang 122-123. Trả lời vắn tắt các câu hỏi sau. Thế đây chúng ta sẽ đọc lại bài Bà Tôi. Bà tôi ngồi cạnh tôi, chạy đầu. Tóc bà đen và dày kỳ lạ, phủ kín cả hai vai, xõa xuống ngực, xuống đầu gối. Một tay khẽ nâng mớ tóc lên và ướm trên tay. Bà đưa một cách khó khăn chiếc lược thưa bằng gỗ vào mớ tóc dày. Giọng bà trầm bổng, ngân nga như tiếng chuông. Nó khắc sâu vào trí nhớ tôi dễ dàng, và như những đóa hoa cũng dịu dàng, rực rỡ, đầy nhựa sống. Khi bà mỉm cười, hai con ngươi đen sẫm nở ra, long lanh, dịu hiền khó tả. Đôi mắt ánh lên những tia sáng ấm áp, tươi vui. Mặc dù trên đôi má ngăm ngăm đã có nhiều nếp nhăn, khuôn mặt của bà tôi hình như vẫn tươi trẻ, theo Maxim Gorky. Như vậy thì sau khi các em đọc lại bài Bà Tôi thì các em sẽ trả lời vắn tắt các câu hỏi ở dưới đây. Các câu hỏi đó là: đoạn 1, tả đặc điểm gì về ngoại hình của bà? Thì các em hãy đọc ở cái đoạn 1 và cho biết những cái đặc điểm về cái ngoại hình của bà được miêu tả ở trong đoạn văn này. Rồi tóm tắt các chi tiết được miêu tả ở từng câu. Thì các em đọc lại cái đoạn lại 3 câu ở trong đoạn 1. Rồi các chi tiết nó có quan hệ với nhau như thế nào? Rồi đoạn 2 tả những cái đặc điểm gì về ngoại hình của bà? Thì các em hãy đọc kỹ đoạn 2. Rồi các đặc điểm đó cho biết điều gì về ngoại hình và tính tình của bà? Thì các em hãy làm theo cái bài tập câu hỏi là các em sẽ nêu ra các đặc điểm. Như vậy ở đây các em sẽ trả lời đoạn 1 tả đặc điểm gì về ngoại hình của bà. Thì đoạn 1 tả mái tóc của bà và đôi mắt nhìn của đứa cháu gồm có 3 câu. Rồi tóm tắt các chi tiết được miêu tả ở từng câu. Thì ở câu 1 mở đoạn giới thiệu bà ngồi cạnh cháu, chải đầu. Câu 2 tả khái quát mái tóc của bà với các đặc điểm là đen, dày, dài, kỳ lạ. Câu 3, tả độ dày của mái tóc qua cách bà chải đầu, tả từng động tác của bà. Tiếp theo, các chi tiết đó quan hệ với nhau như thế nào? Thì 3 câu, 3 chi tiết quan hệ chặt chẽ với nhau, chi tiết sau làm rõ chi tiết trước. Rồi tiếp theo, đoạn 2 tả những cái đặc điểm gì về ngoại hình của bà? Thì ở đoạn 2 này, các em đọc kỹ đoạn 2 thì chúng ta thấy đoạn 2 tả những cái đặc điểm về ngoại hình của bà đó là tả giọng nói, đôi mắt và khuôn mặt của bà gồm có 4 câu. Câu 1, câu 2 tả giọng nói. Câu 1 tả đặc điểm chung của giọng nói. Câu 2 tả tác động của giọng nói tới tâm hồn cậu bé. Câu 3 tả sự thay đổi của đôi mắt bà mỉm cười, tình cảm ẩn chứa trong đôi mắt. Câu 4 tả khuôn mặt của bà. Tiếp theo, các đặc điểm đó cho biết điều gì về ngoại hình và tính tình của bà? Thì các đặc điểm đó quan hệ chặt chẽ với nhau, cho nhau làm hiện rõ cái vẻ ngoài cùng tính tình của bà, đó là dịu dàng, dịu hiền, tâm hồn tươi trẻ, yêu đời và lạc quan. Rồi tiếp theo câu B là đọc đoạn văn Chú bé vùng biển tiếng Việt 5 tập 1 trang 130, trả lời các câu hỏi sau. Chú bé vùng biển. Thằng Thắng, con cá vượt của thôn Bần và là địch thủ bơi lội đáng gờm nhất của bọn trẻ. Lúc này đang ngồi trên chiếc thuyền đậu ở ngoài cùng.
Nó trạc tuổi thằng chân phải, nhưng cao hơn hẳn cái đầu. Nó cởi trần, với nước da rấm đỏ, khỏe mạnh của những đứa trẻ lớn lên với nắng, nước mặn và gió biển. Thân hình nó rắn chắc, nở nang, cổ mập, vai rộng, ngực nở căng, bụng thon, hằn rõ những múi, hai cánh tay gân guốc như hai cái bơi chèo, cặp đùi dế to, chắc nình nịch. Thắng muốn có cặp mắt to và sáng, miệng tươi hay cười. Cái trán hơi vô ra, trông có vẻ là một tay bướng bỉnh gan dạ. Theo Trần Vân. Thì sau khi các em đọc đoạn văn chú bé vùng biển thì các em sẽ trả lời các câu hỏi là: đoạn văn tả những cái đặc điểm nào về ngoại hình của bạn Thắng? Câu 1 giới thiệu chung về bạn Thắng. Câu 2 tả chiều cao của bạn Thắng. Câu 3, câu 4. Thì các em sẽ trả lời tiếp những cái câu hỏi dưới đây. Rồi tiếp theo là những cái đặc điểm ấy cho biết điều gì về tính tình của Thắng. Thì các em thấy ở câu 1, cái đoạn văn tả những cái đặc điểm về ngoại hình của bạn Thắng đó là: câu 1 thì giới thiệu về giới thiệu chung về Thắng. Rồi ở câu 2 là tả chiều cao của Thắng. Tiếp theo câu 3 là tả nước da của Thắng. Câu 4 là tả thân hình của Thắng. Câu 5 tả cặp mắt của Thắng. Câu 6 tả cái miệng của Thắng. Câu 7 và tả cái trán của Thắng. Rồi tiếp theo những cái đặc điểm ấy cho biết điều gì về tính tình của Thắng? Thì những cái đặc điểm ấy cho biết những điều về cái tính tình của Thắng đó là: tất cả những cái đặc điểm được miêu tả trên hỗ trợ cho nhau, làm hiện rõ vẻ ngoài của Thắng. Một đứa trẻ lớn lên ở biển, bơi lội rất giỏi, có sức khỏe dẻo dai và sự thông minh, bướng bỉnh nhưng gan dạ và tươi vui của Thắng. Rồi tiếp theo là câu 2 nhỏ, lập dàn ý cho bài văn tả một người mà em thường gặp: thầy cô giáo, một người bạn, chú công an, người hàng xóm, vân vân. Thì chúng ta sẽ lập dàn ý cho cái bài văn tả cảnh một người mà em thường gặp. Thì dàn ý chúng ta gồm có 3 phần là mở bài, thân bài và kết bài. Mở bài thì các em sẽ giới thiệu về người định tả: tên gì, ở đâu, em gặp gỡ và lúc nào. Thân bài thì ở đây cô ví dụ như là tả cô giáo cũ của em. Thì các em sẽ tả là về ngoại hình, tuổi tác, hình vóc, khuôn mặt, mái tóc, hàm răng. Về tính tình thì giản dị, dịu dàng, thương yêu học trò hết mực. Giảng bài dễ hiểu, sẵn sàng giảng lại và là một người nhiệt tình với đồng nghiệp. Cô để lại cho em những cái ấn tượng khó quên. Rồi kết bài thì các em sẽ nêu cái cảm nghĩ của em là em luôn yêu kính cô giáo, mong cô có sức khỏe tốt, cố gắng học tốt để xứng đáng là học trò giỏi của cô. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt. Cô chào tạm biệt các em.